Hi, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Heo Quay Dĩ An của mình nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách làm như thế nào để có một con heo quay nghiêng con, da giòn, nổ cốm tại nhà mà ai cũng có thể làm được nha các bạn. Điều đầu tiên là mình phải có một con heo nghiêng con tươi sống. Để ra thịt nó thơm nha các bạn. Và bây giờ là công đoạn là mình sẽ đem làm heo nhé. Sau khi mình đã làm xong lông sạch sẽ rồi đó thì mình treo lên cho nó ráo nước nha các bạn. Do công đoạn làm lông không tiện quay để đưa lên cho các bạn xem được nên mình không thể đưa lên nha. Rồi sau khi mình đã làm xong sạch sẽ lông rồi thì mình treo cho ráo nước. Xong rồi một thời gian rồi mình đem chẻ và ra xương heo cho nó đều nha các bạn. Rồi sau khi mình đã ra xương xong rồi á thì mình sẽ để xác cho các bạn xem thử mình ra cho như thế nào để cho úp con heo nó thấm đậm đà và khi mình nướng nó chín đều nha các bạn. Rồi do cái quy trình làm quay á không có ai nên một mình không thể nào mà quay cận cảnh và chi tiết cho các bạn xem kỹ được. Nên mọi người hãy chú ý xem kỹ và có thể nếu có thể chưa biết thì mọi người tuôn lại giùm em với nha. Rồi thì nói chung thì cái công đoạn này mình sẽ cũng hướng dẫn chia sẻ cho các bạn ấy. Thì mình cũng làm cái thao tác nó cũng tương đối là chậm. Nên mọi người chịu khó xem kỹ vào thì sẽ biết thôi. Còn cái video này mình chỉ chia sẻ và hướng dẫn cho những người nào chưa biết hoặc thật sự muốn biết nó xem nha mọi người. Còn nếu như các anh chị em nào đã biết qua cái quá trình này rồi thì mình cho em xin một like hoặc là anh chị có thể bỏ qua video này cũng được nha. Nói chung thì mình cũng rảnh thì cũng chia sẻ cho mọi người để biết đến những cái mẹo này nên nhiều khi mình cần sử dụng tới thì xem và làm thôi. Chị cũng không có quan trọng gì nha các bạn. Tí nữa mình đã ra xương xong hết rồi thì mình sẽ đưa vào sát cái camera cho mọi người xem và xem như thế này có ổn được ổn chưa nhé. Rồi thì nói chung là video mình tới đây là kết thúc. Nếu mọi người cảm thấy video này có ý nghĩa hoặc hay thì mọi người hãy cho em xin một like và một lượt đăng ký kênh hoặc một lượt chia sẻ để mình có động lực ra nhiều video hay hơn để cho các bạn xem nhé. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.